Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2019 đến với bản tin hoạt trình đốm gồm có tin phân tích và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, với Phường có mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Việc Việt Nam được bầu làm một trong số các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là một tin vui của cả những fan trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam lẫn nhiều nhà hoạt động dân chủ. Lý do khá đơn giản. Đối với những người ủng hộ, việc được bầu là một minh chứng cho uy tín và vai trò lịch sử của Việt Nam trên chính trường quốc tế. Đối với lực lượng đối lập, việc nước Việt Nam trở thành thành viên của quy định quyền lực nhất Liên hiệp quốc cũng có thể giúp cho Việt Nam nhìn nhận các cam kết nhân quyền quốc tế một cách nghiêm túc hơn. Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất Liên Hiệp Quốc cũng như toàn thế giới. Nhiều học giả pháp luật quốc tế nhận định như vậy vì hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, nghị quyết của Hội đồng Bảo an là một trong số ít các quyết định pháp lý quốc tế có nanh, có vuốt để bắt buộc các quốc gia thành viên phải thực hiện nhiệm vụ. Điều này được cụ thể hóa thông qua Điều 25 của Hiến trương Liên Hiệp Quốc, quy định tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc phải tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Điều này trái ngược với nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, vốn chỉ có giá trị tham khảo trên lý thuyết. Thứ hai, hỗ trợ cho điểm thứ nhất là thẩm quyền can thiệp quân sự, ủy quyền sử dụng vũ lực trong những trường hợp đặc biệt nhằm bảo vệ và duy trì hòa bình an ninh thế giới. Thẩm quyền được trao và quy định khá rõ ràng trong chương 7 của hiến chương. Theo đó, việc xác định tình trạng gây hại cho hòa bình và an ninh thế giới biện pháp thi hành, kể cả sử dụng vũ lực, kế hoạch chi tiết thực hiện đều do Hội đồng Bảo an quyết định. Kết hợp cả hai điểm trên thì chúng ta có một tổ chức với sức mạnh bao phủ toàn thế giới, với thực quyền hơn cả tòa án quốc tế như tòa án công lý quốc tế hay là tòa án hình sự quốc tế, vốn rất được cộng đồng quốc tế kính nể. Nhưng không có những công cụ cưỡng chế thi hành phán quyết. Ví dụ, với nghị quyết 1973, vào ngày 17 tháng 3 năm 2011, Hội đồng Bảo an khẳng định tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Libya gây tổn hại cho hòa bình và an ninh quốc tế, từ đó ủy quyền cho các thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đây là căn cứ pháp lý cho việc thiết lập vùng cấm bay và hoạt động anh kích của quân đội đồng minh chống lại các lực lượng trung thành với Garafi, cuối cùng dẫn tới kết quả là chính phủ này bị lật đổ. Hay cũng có thể lấy một ví dụ tương tự về nghị quyết 940. Vào năm 1994, ủy quyền cho Hoa Kỳ dẫn đầu một nhiệm vụ can thiệp quân sự vào Haiti để bảo đảm kết quả bầu cử dân chủ tại quốc gia này được tôn trọng. Đó là một nghị quyết đơn giản, nhưng đã tạo nền tảng pháp lý hơn 15.000 quân nhân, gần 20 tàu chiến thâm nhập lãnh thổ Haiti, chiếm đóng khu vực, đánh tan quân đội, lật đổ chính phủ quân sự đang cầm quyền nắm quyền kiểm soát toàn bộ quốc gia này cho đến khi một môi trường hòa bình được thành hình và kết quả cuộc bầu cử dân chủ được thực hiện. Đi sâu hơn nữa về mặt tổ chức thì Hội đồng Bảo an có tổng cộng 15 thành viên, trong đó 5 thành viên được gọi là thành viên thường trực, thường được gọi tắt là the P5, gồm Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Trung Cộng và Nga. 10 ghế còn lại sẽ được bầu ra trong số tất cả các thành viên còn lại của Liên hiệp quốc có nhiệm kỳ là 2 năm tuy nhiên cũng cần lưu ý là đã có một số giới hạn về quyền ứng cử như các quốc gia vừa được bầu cử trong nhiệm kỳ trước sẽ không được ứng cử lại hay quan trọng hơn là các ứng cử viên sẽ không được lựa chọn trên phân bổ công bình về địa lý chính trị điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta vui thôi đừng vui quá vì việc bầu vào hội đồng bảo an với tư cách là thành viên không thường trực cũng mang màu sắc tuần tự đại đồng ai cũng có phần hiển nhiên miễn là quốc gia tham gia tranh cử không mít lòng quá nhiều với quốc gia khác. Đây là thành công của Việt Nam, nhưng không đến mức lịch sử kỷ lục như một số cán bộ ngoại giao Việt Nam đã khẳng định. Cụ thể hơn là Việt Nam ứng cử làm đại diện của khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà không phải giành ghế với ai khác. Việt Nam giành được 192 phiếu để trở thành đại diện khu vực mình. Nigeria giành 191 phiếu để làm đại diện cho khu vực Tây Phi và noticia cũng dành số phiếu tương tự cho đại diện khu vực bắc phi lần này chỉ có romania là phải tranh ghế thuộc khu vực đông âu với estonia trong khi samenson and the great nading đột nhiên bị thách thức khi el salvador đột ngột ứng cử cho ghế dành cho khu vực châu mỹ latin tuy nhiên do quota đã sắp xếp sẵn el salvador cũng đã thất bại nặng nề thành viên không thường trực của hội đồng bảo an không có những thẩm quyền khuyên đảo như những thành viên thường trực. Chẳng hạn, quyền phủ quyết toàn bộ cả một nghị quyết đã được đa số thông qua. Theo thống kê thì Hoa Kỳ và Liên Xô Nga là hai quốc gia sử dụng quyền phủ quyết nhiều nhất, tính từ khi Hội đồng Bảo an chính thức hoạt động vào năm 1946 cho đến năm 2017. Liên Xô Nga đã sử dụng 107 lần quyền phủ quyết, Hoa Kỳ 79 lần, trong đó hoa kỳ chủ yếu dùng quyền phủ quyết đối với các nghị quyết liên quan đến việc đòi trừng phạt israel hay điều tra israel trong tranh chấp với người palestine liên xô nga thì chủ yếu phủ quyết những vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của một số quốc gia có hơi hướng độc tài tuy nhiên điều này không có nghĩa là các thành viên không thường trực không có quyền lực gì cả đến cuối cùng để có một nghị quyết được hội đồng bảo an thông qua các quốc gia đề xuất và soạn thảo nghị quyết vẫn phải nhận được sự ủng hộ của 9 trên 15 quốc gia thuộc Hội đồng, bất kể là thành viên thường trực hay thành viên không thường trực. Vậy nên, vận dụng đúng và khéo léo vị trí này sẽ giúp cho Việt Nam cũng như các quốc gia không thường trực có vị thế đàm phán tốt hơn khi đối đầu với những quốc gia lớn. Một cơ hội gây ảnh hưởng khác của thành viên không thường trực là quyền chủ tịch luân phiên hàng tháng của Hội đồng Bảo an dựa theo thứ tự chữ cái trên quốc gia. Dựa trên cơ chế này thì chủ tịch luân phiên của hội đồng có quyền hạn nhất định trong thứ tự. Thủ tục bỏ phiếu, cấu tạo hoạt động của hội đồng bảo an, đề nghị nội dung và đường lối hoạt động, tiếp nhận và nêu vấn đề mà hội đồng bảo an cần xem xét trong tháng. Điều này khiến cho chủ tịch luân phiên mặc dù không hẳn là có quyền quyết định toàn bộ, vẫn hoàn toàn có thể nêu ra một vấn đề cần có ý kiến của hội đồng, hoặc là triệu tập một quốc gia thành viên khác giải thích và trình bày trước hội đồng. Nếu chính phủ Việt Nam có ý định nói chuyện ra ngô ra khoai với Trung cộng về chủ quyền biển Đông hay là muốn thể hiện những hàm ý ngoại giao trong trao đổi chính trị tại hội đồng thì vai trò chủ tịch luân phiên là rất đáng lưu ý. Lợi ích khác mà ta có thể nghĩ đến là tiền. Đúng vậy, trong một nghiên cứu của hai tác giả Rainer và Winter phát triển từ một số nghiên cứu khác về tính chính trị của các khoản tài trợ. Họ nhận thấy rằng các quốc gia được bầu chọn làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an có cơ hội nhận được nhiều khoản tài trợ viện trợ quốc tế hơn. Họ nhận thấy các nguồn tài trợ từ Hoa Kỳ tăng lên đến 59% cho các quốc gia luân chuyển vào vị trí trong Hội đồng Bảo an. Năm 1990 thì Janman bỏ phiếu chống đối với nghị quyết 678 ủng hộ việc sử dụng vũ lực trước hành vi của Iraq xâm lược Kuwait, quốc gia này bị cắt một phần đáng kể các nguồn viện trợ từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều này không chỉ diễn ra từ phía Hoa Kỳ, ngay cả các tổ chức quốc tế thuộc hay không thuộc Liên Hiệp Quốc như Hội đồng Phát triển Quốc tế, Chương trình Lương thực Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc hay là Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đều có dấu hiệu đổ tiền nhiều hơn vào các dự án tại các quốc gia thành viên không thường trực với những phân tích trên có thể thấy chiếc ghế thành viên không thường trực thuộc hội đồng bảo an không phải là cái gì khó đạt được nhưng nó cũng là cơ hội rất tốt để việt nam khẳng định vị thế vai trò của mình trong việc bảo vệ các giá trị và cam kết quốc tế chúng ta sẽ làm gì sẽ đưa biển đông thành một chủ đề trên bàn nghị sự của hội đồng bảo an sẽ ủng hộ các nỗ lực dân chủ hóa bảo vệ quyền con người hay là sẽ trở thành một đồng minh thân cận của nga trung cộng như chúng ta đã làm hơn nửa thế kỷ nay. Hãy cùng chờ câu trả lời trong 2 năm trước mắt. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết Làm thành viên hội đồng bảo an, vui thôi, đừng vui quá của Võ Văn Quảng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo Kính thưa quý đồng hương, quý niên trưởng và chiến hữu, để kỷ niệm 54 năm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh trách nhiệm của Tổ quốc giao phó, lao lái con thuyền quốc gia trong giai đoạn khó khăn của đất nước, để tưởng nhớ đến bao anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì lý tưởng tự do, vì nhiệm vụ bảo quốc, an dân đã hy sinh vì Tổ quốc. Để kỷ niệm năm thứ 17, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 được lưỡng viện Quốc hội tiểu bang Virginia vinh danh là ngày chiến sĩ tự do Freedom Fighters Day Xin kính mời quý đồng hương, quý niên trưởng và chiến hữu vui lòng dành ít thời giờ quý báo tham dự buổi lễ truy điệu ngày quân lực vào lúc 7 giờ 30 chiều thứ Sáu 21 tháng 6 2019. Sau phần truy điệu là phần văn nghệ đấu tranh do các nghệ sĩ quen thuộc và được mến mộ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đảm trách. Lễ chào quốc kỳ ngày quân lực vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy 22 tháng 6 2019. Hai buổi lễ trên sẽ được tổ chức tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden Fortress, Virginia. Kính thưa quý đồng hương, quý niên trưởng và chiến hữu, sự hiện diện của quý vị sẽ giúp cho buổi lễ thêm phần trang trọng, sẽ là phần thưởng tinh thần giá trị cho Liên hội của chiến sĩ và ban tổ chức, đồng thời nói lên được mối tình quân dân thấm thiết, tình đồng đội, chiến hữu, mãi mãi còn khắc ghi trong tim của những người con dân Việt Nam Cộng Hòa. Chân thành cảm tạ